chào tất cả các bạn đã quay trở lại để tiếp nối với cái video mà tôi đã mở hộp bài Yuji Muto. Thì bây giờ tôi xin được làm một cái video clip để có thể mở cái hộp bài Structure Deck Seto Kaiba. Vâng, Seto Kaiba, Kaiba Seto. Một cái hộp nguyên siêu rất là mới, mùi hương thì thơm ngát. Vâng, các bạn có thể nhìn qua được clip card ở đây lần này. Đó, các bạn nhìn qua clip card của cái Structure Deck Seto Kaiba này. Khác với bộ những cái Structure Deck của UT thì cái Structure Deck của Seto Kaiba này thì được giới trẻ săn lùng mua rất là nhiều, nhất là trong cái format hiện nay. Tại vì hiện tại thì các deck, ba cái deck của Seto Kaiba thì đang là một loại meta deck, đó là loại ABC nổi tiếng đã được có mặt tại TCG. Vâng, và bây giờ như những cái hộp mà UT trước thì lần này thì đã có bộ quyền hướng dẫn beginner GUI. Vâng, nhưng mà lần này là in hình Kaiba chứ không phải in hình UG. Đó, đó, với những con bài như là cũng của Kaiba luôn chứ không phải là của UG nữa. Một quyển hướng dẫn luật chơi sắc nét phiên bản mới nhất của Konami và một cái playmat. Đó, tôi sẽ mở playmat này cho các bạn xem. Có in hình rồng trắng mắt xanh, đương nhiên rồi, in hình cả Kaiba nữa, in hình cả Kaiba nữa. Và in hình quái thú ABC, quái thú nếu như chúng ta đã biết thì trong Water City thì Kaiba nổi tiếng với những cái thú XYZ đó, mấy con tàu XYZ đó. Thì lần này chúng ta phải biết đến con ABC. Vâng, vừa nói xong một cái thì nó hiện ngay, đây là quái thú Fusion A2Z. Vâng, đây có thể có quái thú chủ lực rất là mạnh, đem lại cái độ imba tuyệt đối cho deck ABC, làm cho deck này có thể là mệnh là trở thành meta deck thống trị cái mùa giải năm nay. Vâng, tôi thấy tôi đã từng xem qua những cái trận đấu của cái deck này thì thấy thực sự nó rất là, đây là deck rất là công thủ toàn diện, đánh rất là hay, rất là mạnh. Và không có nhiều thì tôi xin được phép mở cái gói này ra. Ok, các bạn có thể nhìn thấy là tôi bóng rất là cẩn thận. Như vậy là chúng ta bắt đầu xin lỗi nước cạn rồi. Đó, quái thú A2Z Dragon Buster Cannon. Vâng, đây là cái khẩu đại pháo A2Z, có thể nói là full power, full power luôn. Các bạn hãy nhìn kỹ artwork và cái là cái hình ảnh của con bài và effect. Các bạn nào chưa kịp đọc thì có thể bao lại ABC Dragon Buster. Đây rồi, quái thú ABC. Vâng, không phải là XYZ nữa, không, mà là ABC Dragon Buster. Quái thú lắp ráp từ xe tăng này, rồng hai đầu, rồi khẩu đại pháo, nhìn trông rất là đẹp. Và vâng, đây là khẩu Y Acer Core. Vâng, nếu như chúng ta biết là Kaiba là một trong những gọi là đại gia của giới Yu-Gi-Oh thì những cái lá bài mà anh ta sử dụng thì tất nhiên là có dùng trắng mắt xanh rồi. Ngoài trừ những cái đấy ra thì là những lá bài công nghệ. Vâng, thể hiện cho gọi là tập đoàn rất là mạnh, và tập đánh Kaiba. Vâng, quái thú B Buster Drake là con rồng mà có trong nó có hai khẩu súng ở trên đó, nhìn rất là đẹp. Vâng, và cuối cùng là C Gurt Wyvern. Đó, như vậy là đây là cái cánh đấy, đầu tiên là cái tăng là bước đi này, lắp trên đấy là cái con rồng của súng này, và cùng là cái cánh. Ngoài ra thì còn cái quân khác như là Heavy Make Support Armor, một quái thú Machine Union, vâng, X-Hit Cannon, E-Dragon Hit, Z, vâng, X-Y-Z, vâng, chuẩn là đây chính là X-Y-Z, đây là lá bài nguyên thủy thời mà Kaiba trong phần Battle City, vâng, các bạn nhìn thấy X-Y-Z, vâng, Heavy Mech Support, vâng, con này rất là lâu rồi tôi mới nhìn thấy lại, một con Merchin và Union. Vâng, dòng trắng mắt xanh rõ ràng là lá bài chủ lực không thể thiếu của Kaiba là dòng trắng mắt xanh rồi. Kaiser Glitter cũng là một quái thú khá là quen thuộc. Lord of D, vâng, chúa rồng, chúa tể của những loài rồng, vâng, rất là mạnh. Vampire Lord, không hiểu con này có liên quan trong cái SD này. Vâng, Pastor OX, mà trong chuyện chúng ta phải biết đến cái tên gọi là Minotaurus ạ. Vâng, Feranim,
Dark Cloud. Ui, hai Dark Cloud luôn. Không phải là một mà là hai Dark Cloud. Blizzard Dragon, vâng. Keeper of the Shrine, Lust Dragon, vâng. Kaiba sở hữu rất là nhiều những lá bài về Merchant và đây là cái field rất là nổi tiếng của ABC, cực kỳ mạnh luôn. Con này thì đảm bảo imba được vô đối. Vâng, Majesty with Eye of Blue, vâng. Đây là một lá bài support mới cho dòng trắng mắt xanh. Đó là effect, đó là gửi một dòng trắng mắt xanh từ trên tay vào trong deck vào grave, sau đó chọn một quái thú trên sân vào deck. Và con này không thể bị it cannot attack away, nghĩa là con này không thể bị khi mà không phải bị tấn công khi mà con này trên sân. Thế là chỉ mặc con quái thú ấy thì quái thú ấy không được không bị tấn công đâu. Rất là mạnh. Chuyên chắc là chuyên dùng để combo với Maiden để gọi ra ngay con lồn chó xanh. Butter Stream of Destruction, vâng. Con này khi mà con trôn dùng chó xanh thì chúng ta có thể tiêu diệt toàn bộ đối phương. Vâng, một Raikki trá hình của lồn chó xanh, đây là tiếng cái hú, vâng, tiếng sáo gọi rồng ở trong truyện giao dịch như thế đó. Silent Doom, String, thu nhỏ, Enemy Control, Mega Mốc khổng lồ hóa này, Limited Removal, vâng. Những lá bài rồng phổ biến, Crux Card Virus, vâng, con này quá nổi tiếng rồi. Combo của Kaiba ai mà không biết là có phải có con Crux Card Virus, Virus Negate Attack, vâng, cũng một lá bài rất là nổi tiếng ở Kaiba. Duy nhập Destruction, vâng, không thể thiếu được. Nếu mà những bạn nào đã quan tâm đến những deck của Kaiba thì không thể thiếu Duy nhập Destruction. Cloning, Final Attack Order, vâng. Code of the Haunted, Roll Out, Fair Deep Chain, vâng, quái thú Fusion của XZ Dragon Cannon và XE Dragon Cannon và XZ, vâng. Khi mà những cái con kia nó đều, những bọn kia XZ thì đều có khả năng contact fusion với nhau, thì đây thì deck của Kaiba thì lại còn cái dòng như thế để các bạn nhìn thấy ba con fusion đó. Rõ ràng là Kaiba đây đẹp, cái deck của ABC của Kaiba đem lại cái nguồn gọi là sinh khí mới cho format năm nay rất là nhiều, chứ còn cái deck này công thủ khá là toàn diện. Và như vậy là tôi đã làm xong clip mà có thể gọi là mở xong hộp bài Seto Kaiba. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, vâng. Nếu mà có xin các bạn cái gì thì có lẽ là tôi xin các bạn bấm vào quảng cáo chứ không phải là bấm like nữa. Vâng, nếu mà nó mất công xin luôn có thể như thế. Vâng, chào các bạn. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.